Ok xin so các bạn, bây giờ mình đang quay trở lại trong cái uh, clip mới trong khi cái... chúng, chúng ta nên bắt đầu trước hết về việc là thứ nhất là mình đã ở đây mình không có làm bên nhóm mình hiện giờ không có làm về bài um, về các video liên quan video -Oh. uh, nhưng mà do là có một bạn đã comment và hỏi mình tại sao không làm về video -Oh nữa thì mình đi tới tự tới tháng tư thì lúc đấy khi có chuyện tranh uh, yu -Oh rồi thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục làm nhưng mà nhiều comment bạn lên tiếp theo đội lực của mình cho nên là mình quyết định sẽ cho ra video sớm hơn. Um, cái video này thì bọn mình đã từng làm rồi uh, về cái chiến thuật của deck Cybers uh, nhưng mà mình thấy có vẻ cái deck đấy lúc lúc đấy thì um, cái phần kịch bản bọn mình làm hơi dài dòng cho nên quy định lần này sẽ rút gọn. video sẽ chia 3 phần và phần này thì trong cái video này mình sẽ tập trung nói về monster trước để xem có đã có sự thay đổi gì chưa và um, video thứ hai sẽ về spell trap và video thứ ba sẽ về uh, cái quan trọng chủ yếu là video thứ ba video thứ ba thì mình sẽ làm về extra uh, decks thì đấy ok um, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với um... đấu monster từ level một trước đi thì đầu tiên mình có chơi hai uh, brotron hai brotron có tác dụng là uh, dùng để mà kiểu đem link salmon link, link summon link một chính là link kuribo và link uh, uh, link spider cái thứ hai là hai um, cyber um, à, hai con này sự, chủ yếu sinh ra để mà xin xin cho ra con uh, quan um, cyber quantum dragon mình nghĩ vậy à, tiếp theo mình chơi một dot scapper à, mình không nhớ rõ là thời điểm này nó bị ban thì chưa hay là mình đi chơi một con thôi nhưng mà nói chung nếu trong cái thời điểm các bạn nên xem chắc là cái ban của cái thời điểm bạn đang xem cái video này thì uh, chúng ta nên chỉ chơi dot scape vì vì effect nó là sẽ xử được một lần một trận đấu. Uh, bạn có thể chơi hoặc không chơi, mình mình chơi một con. Uh, cái tiếp, bởi vì nó bởi vì trong đa phần trong deck Cyber thì quan trọng chủ yếu chính là chuyên lấy linh Mà một khi linh thì nó tốn ngốn rất nhiều quái vật. Chính thế cho nên là cái về um, đống uh, monster thì cái đống đây. Đây là đống uh, spell trap của mình, còn đây là đống monster bạn thấy nó nó phải hơn gấp đôi rồi nó, nó phải là gấp đôi soi với đống spell trap rồi chứ vì nó muốn linh nhiều lắm đấy, tiếp theo là test changer à, con này con này thì uh, nói chung là khi mà quái thú của bạn được chọn tấn công mà thì bạn thể vô hóa đòn công và triệu hồi một sai bớt con này nói chung là nó vượt có khả năng là bảo bảo kê cho một monster trong một lần và nó cho phép bạn triệu hồi thêm quái thú À con này khá hay khi mà nó cho phép bạn chiều thêm nhiều quái thú nữa, càng triệu hồi quái thú nhiều vào sân thì càng tốt và càng có thể linh summon được quái thú linh cao hơn. Cái tiếp theo Bitron linh 2. À, tiếp theo um, cái con này thì đa phần cũng đem chỉ linh li li linh thôi. Em linh và um, chủ yếu để mở cái uh, trigger cái effect của con Dragon. Dragon em. À con uh, một con monster Cybers level 3. Đấy à, và chúng ta sẽ làm luôn à, cái là mình chơi hai uh, wicked kit uh, wicked kit thì có cái effect đó chính là để mình zoom lại cho nó nét thì khi nó được Normal summon special summon thì bạn trở hồi thêm một cyber monster từ trên tay ở trong thế ông thủ à, nói chung không cần thiết cứ phải quan trọng là thế công hay thế thủ đó chỉ quan trọng là quay thu ra sân và có thể linh được tốt hai bạn hoặc là chơi ba mình không nhớ rõ cái thời điểm này ba lít nó ba con này chưa hai uh, dragonet hai dragonet thì nó cho phép bạn trồi thêm khi nó được summon thì nó cho phép bạn triệu hồi thêm một motor monster trong deck với no, monster trong deck level từ hai thấp thấp hơn đây là sao mình nhặt thêm con con bittron và con nó gọi tên ở uh, và con uh, proton vào backup secretary và một con đây đây là con backup operator um, uh, cái gì hiệu ứng này thì lâu rồi mình cũng làm à, lấy bạn đây lấy bạn nào khiển một sai Monster bạn chưa đặc biệt là bạn nhìn thấy và, và nó lại đa phần đều là các monster có khả năng tự gọi lẫn nhau chơi hai hoặc không bạn thì chơi 3 mình thì chơi hai để mà chủ yếu để mà tránh cái việc rút vô tính rút hai vào này nhiều quá cái tiếp là backup operator bạn để target one backup uh, monster that monster link you control một số cái um, chả, đầu tiên thì uh, mình sẽ lấy ví dụ cái um, mô phỏng chẳng hạn giờ bạn đang có là con linh năm linh năm firewall dragon và con wicked kid thì khi đấy bạn hãy chọn một uh, monster mà quái thú linh monster bạn chỉ chỉ vào tức là con wicked kid này uh, đưa nó về hiện tay và chịu đặc biệt nó vào cái vùng cùng mà cái con này vừa rời khỏi nói chung kiểu thay thế thì nó cho phép bạn là hồi lại tài nguyên và cho phép bạn là... trong lần tới bạn thì chỗ là wikit và tiếp tục cái hoạt hiệu ứng của nó đấy là cái công năng chính của con backup operator à, đây là cái um... đấy ít nhất là cũng là một cái chiến thuật mà mình cũng vừa mới nghĩ ra thôi ok giờ chúng ta sẽ vào link à, level 4 à, hầu hết là các monster trong cái deck này nó chiếm level 4 nó chỉ chiếm 1 phần 3 rồi chiếm 1 phần 3 và tất nhiên là cộng lại với là 1 2 thì bạn thấy rõ ràng nó cũng có một cái sự trích lệch đấy có một sự lệch đầu tiên ta sẽ mình ngồi chơi hai uh, clock wyvern à, nó cho phép bạn uh, xâm thêm một con uh, token nữa đợi mình uh, khi key fake lại cho bạn xem Ok và khi nó nó một sẽ một bạn thể kiểu chia phải bạn chia đôi điểm xương uh, công nó đi và là bạn thấy sẽ thêm một uh, clock token à, nói chung là cũng không quan trọng lắm về cái việc dạng điểm gốc đi hầu hết thì chả thằng nào để dùng con này đi tấn công đâu chứ có giảm điểm gốc đi cho nữa nó cũng không vấn hành vấn đề quan trọng là bây giờ bạn triệu thêm kế tiếp là mình chơi ba uh, cyber gadget thì cyber gadget nó có effect là khi nó nó nếu nó summon thì bạn sẽ chọn một level 2 hoặc thấp hơn Monster dưới mộ Đó chứ do sao mình chơi nhét thêm nhiều con Làm một level 2 ở trong deck là bởi vì giúp để trigger cái effect của con này uh, Và chỗ đặc biệt nó ra sân Nhưng mà cái effect nó sẽ bị vội hóa hậu, Mình cũng ít khi sử dụng cái nhận Bởi vì uh, bọn uh, Rochon hay Richon thì nó đều là normal, normal, monster Nên nó không effect Nên việc uh, những cái effect cũng không đẹp cái gì Cho nên là cũng ok, không vấn đề gì và về sau khi này bị gửi xuống từ sân xuống dưới mộ thì bạn để gửi sân xuống mộ cho nên là bạn hoàn toàn có thể trực tiếp gửi nó bởi effect hoặc là để tấn công bởi quái thú hoặc là tiêu diệt bởi effect quái thú của đối phương không vấn đề gì hết biết sao từ sân xuống dưới mộ là có thể chuyện kế hoạt tiếp với effect rồi à, chịu một cái token à, cyber slide level 2 tấn công không hồi thủ không nói chung là nó sẽ cho phép bạn gọi thêm trong trường hợp chẳng hạn như con này bị đai và xuống dưới mộ hoặc là đem dù đem về link thì bạn có thể triệu lại thêm một motor nữa và tiếp tục để link cao hơn thế mình chơi ba uh, ba uh, về cái effect của nó thì mình cũng nói nhiều lần rồi nên mình sẽ nói ngắn tắt bạn trả một nghìn gốc và nó cho phép bạn hồi lại một quyền một quyền triệu hồi nó summon và nếu bạn triệu hồi Normal một summon lần nữa thì nó vẫn coi nó một summon nó không được coi là special summon ấy là một điểm hay quá này bởi vì có rất nhiều con monster trong này. chẳng hạn như uh, Raconet rồi. Chẳng hạn như uh, Raconet thì nó yêu cầu bạn phải uh, normal, nó buộc phải norm hóa mình thì nó mới kích hoạt effect chứ còn nếu nó kh không phải nó nó chịu đặc biệt thì nó sẽ không được kích hoạt không bị kích hoạt được effect cho nên là uh, đây là có tác dụng của ba slot bởi vì có rất nhiều monster ở trong này nó yêu cầu vậy norm mình để nhét thì ba là vào để mà tùy cơ hội và kệ có sao đâu, nó một trăm mười thì ba trăm đều được miễn là ba trăm là được đúng không? và nếu cái con này bị banish thì nó có cho phép bạn triệu thêm một level 4 monster à, từ đâu nhỉ nhở? À, một level 4 monster hoặc thấp hơn nhé từ trên tay à, rất là tốt bởi vì uh, thông thường thì cái effect bạn thì trigger con này là khi sử dụng với uh, backup backup đo đây thì bạn có thể dùng sanet backup đo để mà kế đi effect Uh, bạn banish còn uh, bạn ba... ok mình đợi, bạn dùng uh, sanet đo để banish banish balance, balance ra và sau khi lượt tới con này sẽ quay trở về và bạn sẽ tiếp tục kích hoạt effect của nó và nó chỉ nó có thể tấn công thẳng trực tiếp đối phương đồng thời thì khi con này trục xuất thì bạn thì chỉ ôi thêm một ở đây cũng là một cái combo để bạn thể nhất là bạn thể um, nhất sẽ gọi là lịch 4 nếu nhờ combo chỉ có hai bài này và mình sẽ để con đánh con này trong video kế tiếp Thế mình chơi một con Lady bác Mình không rõ là trong kia uh, lần này thì nó đã được thả ra khỏi 3 lít chưa uh, Nhưng mà mình vẫn cứ nhắc vào thêm thôi Vì khi, khi nào nó được thả thì bạn nên nhắc thêm một vài Con này sẽ đóng vai trò như là một cái search deck Khi nó khi nó non một summon hoặc spell summon À một level 2 hoặc thấp hơn sau trong deck Đây trên tay uh, Tập chữ trực... Một level 2 Ở cái này mình nhầm từ từ Mình nhìn kỹ lại cái effect ạ à. uh, Một level 3 nhá Mình cũng đã nhầm Một level 3 thấp hơn thì bạn có thể sử dụng con này để mà add con um, cái gì nhỉ à, Ragnar. vẫn là tiếp tục Raconet và tiếp tục như vậy và bạn chỉ quạt effect này một lần một lượt uh, cái effect này thì mình ít khi dùng cho nên là mình chỉ chơi một con thôi bạn hoàn toàn lại chơi ba nếu bạn thích hoặc là hai cái tiếp là một Bit beat shop uh, gửi một level một level hai thấp hơn từ trên tay xuống cái mộ và sau đó biệt con này thẳng từ trên tay xuống và chỉ dùng hiệu ứng này một lần một lượt thôi à, mình chơi một con bởi vì mình cũng có một thì mình chơi một và mình cũng không thấy ghi phép con này bởi vì nó giúp nó phải đánh đổi tài nguyên trên tay và xuống cái mộ xuống cái mộ thì nó hết có thể sử dụng được nữa nên là chơi một con bởi vì mình không muốn là tiêu tốn tài nguyên để mình chơi ôi, con này nhiều thế là mình chơi hai uh, ram clouder hai ram cloud và một uh, rom claudia nó kiểu chơi chữ trong mấy cái thuật ngữ công nghệ thông tin đấy À, con ram Clouder đời thì thì nó có ghi con ram cao đời thì nó sẽ có ghi đó chính là cpu motor chọn so, cpu motor nhé và sau đó chọn một Cyber motor ở dưới mộ của bạn và triệu đặc biệt lên triệu đặc biệt nó lên à, chỉ cần miễn sao là thuộc tộc cyber thì thậm chí phải thú link trong nữa link năm cũng chưa cũng có thể gọi được hai à, nhá mình chơi hai và cái ram cloud thì nó đô phép là hồi thành nguyên là chính rồi À, khi nó nong một xâm thì bạn chọn một cyber monster dưới mộ trừ rom claria trừ chính bản thân con nào mà giống con này à, đưa lại lên tay nó hồi tài nguyên từ dưới mộ lên mà. và khi này bị tiêu diệt chiến đấu có effect thậm chí là effect của chính bạn bạn có thể tự hủy chính nó cũng được và bạn thì chỗ đặc biệt một à, là bốn cái thơm cyber monster gì chống đấy trừ chính bản thân nó à, bạn thể triệu hồi tiếp uh, ram rồi làm ra clouder chỉ mình nhầm đó là tiếp tục hồi lại mình không mình không nhớ có phải mình liệu mình có thể truy bởi biểu chính là nó không hy sinh chính là nó mà sau đó là triệu hồi cũng có thể như là tại sao không cái đấy mình có là con co radiator à, con này thì nó có cho phép bạn trả như lúc đấy bạn đang muốn nếu như quả thuốc sai bước mà, mà bạn điều khiển được sử dụng làm nguyên liệu để mà link summon ra một khâu choker um, quái thú cấp thoát cơ mà lại bằng tay thì nó cũng có thể được sử dụng bạn hoàn toàn có thể sử dụng con này để làm nguyên liệu để mà linh Summon ra một câu thoát cơ mà bạn không cần thiết phải triệu này là từ trên sân biết con này trên sân hiện tay nó cũng đã đủ để mà đi Summon mình và khi nói từ trên tay hoặc là từ sân xuống cái mộ như nguyên liệu để Summon mình một câu cho cơ tức là sau khi mình Summon mình xong thì nó còn này xuống cái mộ ấy thì cho một uh, quái thú phép áp của mà đối phương điều kiện và biến sư công của thành không đồng thời effect của và thú được chọn biến hay không đấy nó sẽ nó sẽ bị vội vài hướng thực ra còn một vài hướng còn một hiệu ứng cuối nữa nhưng mình cũng không muốn nói vì mình nghĩ cũng chả dùng tới nhiều đâu à, trong chung đây cái effect chuyên dùng để mà đối chống lại đối phương bảo kê trước khi mình đi đánh và trên một cái tiếp là link streamer con này thì um, khi một sắp motor được summon hoặc là special summon tới sân bạn tức là bạn đã chiều đã bẹt nói ấy, thì họ um, hoặc bình thường nói ấy, thì bạn để thể một con uh, chỗ đặc biệt một con data token điều kiện thì nó sẽ ghi hết thì là bài mình sẽ không muốn đọc và con này thì bạn hoàn toàn thể chơi hoặc là không mình nhắc vào là để cho nó có và như nói đầu video cả nhiều monster đi link summon càng tốt và điều kiện cuối cùng là con này phải ở trên sân lúc khi bạn chịu hồi để một kích quả hiệu ứng thì không không được đâu ok giờ ta sẽ vào cái phần cuối cái video đó chính là đầu tiên thì mình chơi hai link slayer link slayer này thì nó khi mà bạn không điều khiển với thú thì bạn chiều đặc biệt chính bản thân nó ở sân và bạn có thể vứt đi hai lá bài đây uh, zoom effect lấy bạn điều khiển thú nhá thì bạn chiều đặc biệt lá bài này trên style tay và mỗi lần là bạn có thể uh, discard hai lá bài thì hai lá bài rồi sau đó là bạn hủy hết bao nhiêu các spell ở trap trên sân đều được thậm chí hủy cái chính bạn cũng được uh, cái này cũng có thể kiểu dùng để hủy cái effect uh, hủy một lá spell trap À, như mình nói để mà truy truy cờ tiếp effect nó thằng dưới mộ thì đấy dùng con này như vậy với link slayer chơi hai và mình thì cũng chơi hai boost stacker boost stacker thì nó có effect đó chính là khi mà một sabot monster được nó một summon tới sân bạn thì bạn chơi đặc biệt là bài tin tay à, tất nhiên là bọn này đều là level 5 cho nên là khi effect đa phần mình chọn là sẽ tự chịu chính bản thân nó và khi mà lá bài này thì mình dùng cái key effect cho bạn cũng có thể nhìn và khi đã bài gây thiệt hại cho điểm gốc của đoàn đối phương thì bạn có thể chỗ hồi thêm con stack token ra sân à, tiếp theo lại thêm monster nữa đa phần dùng con này để mà tiếp tục kéo lôi kéo tài nguyên tiếp đến là mình chơi hai cyber whitehead whitehead thì nó có cái effect đó là khi bạn nữa chơi hai và nhiều quái thú cuối cùng hai cùng tộc ấy cùng tộc chính là sa vì bộ này chơi là chủ yếu bộ Cyber, đây cho nên là monster đa phần là bộ chính thế con này bạn chỉ cần giữ hai mô tờ trên sân chính là bởi vì bạn đang chơi bộ sẽ bớt thì bạn chịu đặc biệt chính của bản thân con này từ trên tay mỗi lần mỗi lượt nhé và mỗi lần mỗi lần, bởi cách này ấy, khi này gửi xuống cái mộ như một nguyên liệu link để em link ấy thì bạn có làm tất cả các quái thú mà đối phương điều khiển mất đi chính xác một nghìn gốc à một xuyên công mình nhầm à, con này kiểu bảo cái khi đi đánh đánh trận nói chung là thể cái tiếp đây là một con level 6 của effect là tự nhảy sân rất là hay và mình chơi hai con tiếp đến là mình chơi một con uh, uh, saban driver con này của effect uh, bạn quan là thể đã từng thấy trên phim bởi nhân vật chính là user từng xài tới con này thì khi mà có một cyber motor bị tiêu diệt bởi effect một cyber motor của bạn bị tiêu diệt bởi effect đối phương và trong khi trường hợp con này đang trên tay hoặc là trên sân nhưng mà lên phim mà thấy con này đang được dùng trên tay thì bạn thể chơi là biết chính bản thân đó và mỗi động được biết một lá spell uh, ok đi một lá spell và bạn chọn một Cyber Monitor dưới mộ chỗ đặc biệt nó lên nhưng nó không thể tấn công trực tiếp đa phần thì bạn sử dụng con này để mà lôi kéo các anh em từ dưới mộ lên sân bởi vì những cái đấy cũng có khả năng là khi chúng được chỗ đặc biệt bởi một cái effect nào đó thì chúng lại tiếp tục gọi thêm các bé lũ vào bạn lại dùng thêm cái đống đấy để mà linh sang ra quái thú cấp cao hơn đấy chỉ cái hiệu con này vậy mình chơi một con uh, mình chơi một con nhưng bạn phản lại chơi hai con mình chơi vì mình chỉ có một thôi cái tiếp là mình chơi một con đua uh, ascend gum con này thì bạn hoàn có thể không chơi nhưng mình thấy effect là, uh, chơi cái ad nó đẹp thì mình nhét vào cho đẹp thôi cho là màu thôi mà chứ ra cũng không có tác dụng nhiều uh, khi con này đang ở trên tay hoặc dưới mộ thì bạn có thể trục xuất hai sẽ bớt motor trên tay hoặc là ăn phải cắm chỉ sân và chỗ đặc biệt lắm này ở sân ok giờ mình nói đến đâu vậy nhỉ và chỗ đặc biệt con này nhưng mà sư công nó sẽ bị giảm làm nửa giảm làm đôi à, và bạn thể uh, sử dụng effect của con này một lần một lượt thôi Chụp sắt một đã bài trên tay sau đó là chụp sắt một motor ở đài trên sân với sức quân công thấp hoặc là bằng con này À, đoạn này thì mới nghe thấy cái effect của con này và cách chiều hồi để trị cách effect của nó thì nó vừa tốn những bọn kia thì nó đều chỉ cần điều kiện đạt đủ là bạn thì chiều hồi đặc biệt chứng minh thời đó con này thì vừa, hy sinh tới hai tài nguyên để mình gọi con này và xưng công nó còn giảm làm nửa tức là con này là 28 mà giảm nửa thì nó chỉ còn một bốn mà lúc khi banis vừa lá bài để mà banis monster tới thì monster tớ đấy nó phải dưới phải là bằng một bốn nên bạn phải tìm cách nào để tăng công này lên thì bạn mới có thể banish một monster của đối phương. Nói chung con này thì cái yêu, yêu cầu chiến thuật cấp cao để mở đòi hỏi. Vì cũng ít khi dùng cho nên là mình cũng không cần thiết. À, nhưng mà thông càng càng tốt, càng nhiều các phương pháp càng nhiều lựa chọn thì càng tốt. Tiếp tiếp thì chúng ta sẽ chơi đến uh, Ritual Ritual thì có lẽ là cái phần cuối cùng của phần này. Mình chơi một con uh, Paladin Storm Dragon. Con này thì bạn nhìn thấy không lúc mà mình uh, bóc ở còn megatin rồi à, bạn ritual xong mình làm bài bởi uh, ritual cũng sử cùng thời với cái con uh, cyber của mason này cyber mason à, bắt đầu của cái hiệp tính đam khi này tấn công quái thú bạn có thể đưa quái thú đấy nó quay trở lại tay hiện tại chính là bài này sau đó được đặc biệt với con vườn năm cao hơn cyber monster trên tay vào trong đấy nhưng nó không thể tấn công bởi vì trong cái lần này à, cái con này thì như như nào bạn quan có thể hoàn toàn có thể mà hiện tế lá bài này sau đó cho một con lá bài năm cao hơn từ trên tay của dưới mộ thì bạn chỉ chỗ ra con đùa xe này và cái vị cái effect của nó đùa xe là và khi nó chịu đặc biệt thì nó sẽ bị giảm nửa cái điểm gốc à, giảm nửa xương công của nó cho nên là bạn sẽ dùng con này bởi vì bạn không sử dụng effect của chính bản thân nó để gọi ra bạn dùng effect của cái con này bạn hiện tế chính con thân nó thì thế cho nên là xương công của này sẽ được giữ vững nguyên là hai nghìn và bạn có thể disk một card của lá bài và bạn banish tờ một cầu thủ tờ trên sân đối phương với sân công uh, từ 28 trở xuống rất là 2 đây mới một combo mình cũng vừa mới nghĩ ra thôi ở à, thế này mình chơi một con uh, Cyber Microsoft. con này thì trên này mẹ cũng có nói quá nhiều rồi đây bạn xem email của mình và mình cũng lười nói nhưng mà chung là bạn cũng phải sử dụng con uh, size Ritual cái con bài spell mình sẽ cho trong video sắp tới và đây là thế Ok và cái video của mình thì kiểu dài tận 20 phút trong lần này mình, mình nhớ bữa trước mình phải làm đến tận clip thứ hai mà thứ nhất là cũng dài 25 phút rồi để mà đi cho bây giờ mình đã chỉ mất tới 20 phút để mà đi hết cái sập này sập này cũng đã đi hết một hơn một nửa của đống của mình rồi còn về cái phần kế tiếp đó chính là về bộ chỉ về phần spell thôi spell và trap thì mình sẽ làm trong cái video tiếp theo cái bọn này cũng ít mà là cái video này cũng sẽ ngắn thôi tập trung mình muốn là vào trong cái bộ extra extra của mình ok và tất cả các bạn đã xem video clip này chào biệt hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo